Không ngoài dự đoán, Artemis cực kỳ lo lắng vì Persephone cả đêm không về nhà. Trong bộ dạng cô không giống chút nào khi rời khỏi nhà, với mái tóc xõa tung và chiếc áo khoác lạ hoắc. Đối mặt với sự hỏi han của bạn, Persephone chỉ gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý mình vẫn ổn. Cuối cùng, Artemis không nhịn được nữa. Cô hỏi Hades có làm gì với Persephone không? Persephone nhận tính trong đầu những lần Hades bế, ôm, nắm tay hay buộc tóc giúp cô. Và cô nghĩ Artemis sẽ không để yên nếu Artemis biết Hades đã chạm vào cô tổng cộng 7 lần. Cô đành giấu bàn và đáp không. Artemis thở phào một hơi dài và nói Persephone đã rất may mắn vì Hades không làm gì cô cả. Artemis tiếp tục hỏi về chiếc áo khoác lông trên người Persephone và tỏ ra nghi ngờ lòng tốt của vua âm giới vì cho không bạn cô chiếc áo này. Dù vậy, cô nàng không có ý nghi ngờ lời của Persephone. Sau màn hỏi đáp liên tục, Persephone nhờ Artemis cắt tóc giúp mình. Mái tóc này quá dài khiến Persephone cảm thấy nặng và bất tiện. Tất nhiên, Artemis ủng hộ bạn và nhanh chóng giúp Persephone cắt đi mái tóc dài. Artemis nói với Persephone sau khi cô nàng tắm và trở lại phòng khách rằng Artemis biết mẹ Persephone không cho phép con gái bà được sử dụng điện thoại. Nhưng chuyện xảy ra tối qua đã chứng minh điều ngược lại, nên Artemis quyết định sẽ đưa Persephone chiếc điện thoại cũ của mình. Persephone vui mừng đến mức rưng rưng nước mắt. Cô ôm chầm lấy Artemis và cảm ơn bạn. Artemis bày Persephone cách sử dụng điện thoại và cả hai chụp với nhau tấm ảnh đầu tiên. Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, theo sau là nhiều tiếng gõ cửa dồn dập. Artemis không hào hứng lắm khi thấy Eros đang đứng trước cửa nhà mình với một cái hộp trong tay. Khựng lại một giây, Persephone cũng nhận ra đây là Eros kẻ đã chuốc say mình tối qua. Cô cũng tỏ rõ thái độ không thích anh chàng này. Anh chàng lập tức chìa ra hộp bánh donuts và nói mình đến đây để xin lỗi vì mấy cái bánh donuts mà Artemis và Persephone rốt cuộc cũng để anh chàng vào nhà. Anh chàng bắt đầu bằng lý do việc làm của mình tối qua, rằng để trả đũa cho cơn ghen tức của mẹ mình. Persephone cực kỳ ngạc nhiên vì trước đó nghĩ mình đã làm gì đó phật ý Eros mà không biết. Cả cô và Artemis băn khoăn vì Persephone chỉ mới chuyển đến thành phố cách đây không lâu và chưa từng nói chuyện với Aphrodite. Nhận ra Persephone không biết gì về chuyện lời nói Hades chọc tức mẹ mình, anh chàng cảm thấy rất thú vị. Anh nói với Persephone, anh và mẹ cảm thấy chút sai cô sẽ làm Hades cảm thấy cô không xinh đẹp nữa. Nghĩ đến chuyện tối qua xảy ra giữa mình và Hades, Persephone ngại ngùng. Biểu cảm của Persephone không qua được mắt của Eros. Anh nhận định Persephone đang thích Hades. Dĩ nhiên Persephone phủ nhận điều đó ngay lập tức. Artemis có quen biết Eros. Cô cho rằng Eros không phải là kẻ hay làm những chuyện vớ vẩn. Cô hỏi Eros vì sao Aphrodite có thể sai khiến anh. Eros bắt đầu nước mắt ngắn dài kể lại lý do Aphrodite ép anh. Vài tháng trước, anh gặp mẹ. Bà trông có vẻ không vui vì có tin đồn về người phụ nữ tên Psyche xinh đẹp hơn bà. Bà muốn Eros, con trai bà và là thần tình yêu, làm cho Psyche rung động với sinh vật xấu xí nhất trên thế gian này. Điều đó sẽ làm bà nguôi ngoai và Eros đồng ý giúp bà. Eros tìm thấy Psyche ở cõi phàm trần. Thoạt đầu anh không hiểu tin đồn đó lắm. Anh cho rằng sắc đẹp của cô chỉ hơn đại đa số người phàm mà thôi, không đáng để mẹ anh phải đố kỵ. Eros ẩn thân đi theo Psyche vì tò mò, rồi thấy được cảnh mẹ Psyche tát cô vì cô không muốn lấy chồng sớm. Chứng kiến cảnh đó, Eros cảm thấy nhiệm vụ được mẹ mình giao trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Anh muốn lau đi giọt nước mắt của Psyche nhưng đành mất lực. Eros tiếp tục ẩn thân theo dõi Psyche khi thấy cô bị gièm pha bởi hai người chị của mình, cũng như sự dữ dằn của cha cô khi cô không hùa theo trò vui ở bữa tiệc. Eros không nhịn thêm được nữa. Eros hiện thân giữa đám đông với đôi cánh thần của mình, nhưng với luồng sát khí vây quanh, trông anh như một con quỷ đang dùng sức mạnh hút Psyche về phía mình. Eros với Psyche trên tay và định bay đi thì mẹ Psyche hỏi anh là ai. Eros đã trả lời là sinh vật xấu xí nhất, rồi biến mất. Eros đưa Psyche về nhà mình, cho cô một phòng riêng và dạy cô những con chữ. Lửa gần rơm lâu ngày cùng bén, họ đã thú nhận tình yêu với nhau. Một đêm nọ khi nằm trên giường với Eros, Psyche ngỏ ý muốn được đi ra ngoài chơi. Eros cũng muốn đưa Psyche giới thiệu với mọi người rằng cô là tình yêu của mình, nhưng anh không dám và không thể vì sợ mẹ anh biết được anh cố tình giấu cô. Aphrodite có thể biến Psyche thành con bò như những người trước, hoặc bất kỳ thứ gì ngoài hình dạng người để không đe dọa đến vị trí sắc đẹp của bà ấy nữa. Eros nói Psyche mình đang tìm cách và mong cô tin anh. Psyche tin anh và mong muốn thay vì ra ngoài cô có thể đưa bạn về nhà chơi. Eros không thể từ chối được nữa. Anh đành đồng ý dù có dự cảm không tốt về chuyện này. Người Psyche đưa về nhà là hai cô chị gái của mình. Hai cô chị thuyết phục Psyche rằng người đàn ông đó hành động không đúng mực khi cướp cô ra khỏi buổi thông báo hôn lễ. Kể cả việc dạy cô đọc viết và giữ cô ở cạnh bên nhưng không tổ chức đám cưới là vì anh không tôn trọng cô.
Eros trong tâm trí Saiki là một người đàn ông tuyệt vời. Eros đẹp trai và dịu dàng với cô. Anh luôn lắng nghe cô nói, không bao giờ la mắng hay làm cô đau. Nhưng chị của cô cho rằng cô đang hành xử như một kẻ ngốc. Eros không nói cho Saiki biết anh là ai và anh chẳng cho cô ra ngoài. Chị cô cho rằng đó là vì anh ta không yêu cô và rất có thể anh là một phù thủy tà ác đang tìm cách đánh cắp linh hồn cô để làm những phép đen tối. Hai người chị đưa cô một con dao, thuyết phục cô cầm lấy để dùng khi cần thiết. Tất cả mọi thứ diễn ra với cô đều quá tốt để có thể trở thành sự thật. Họ thuyết phục cô hãy lấy con dao đó đâm Eros khi Eros ngủ. Saiki ngây thơ đã tin lời chị của mình. Nửa đêm, cô lén lút đến giường Eros với con dao trong tay. Nhưng khi vén tấm rèm lên thấy người cô yêu đang ngủ say trong hình dáng một vị thần với đôi cánh. Saiki lập tức nhận ra đó là Eros, vị thần tình yêu. Quá bàng hoàng, cô vô thức lùi lại và đụng đổ chậu hoa trong phòng làm Eros thức giấc. Eros nhìn thấy con dao trên tay Saiki và nhận ra cô muốn làm gì. Tình yêu trong anh vỡ vụn tại khoảnh khắc đó. Anh vẫn yêu cô, nhưng anh không còn muốn nhìn thấy cô nữa. Anh bay đến chỗ mẹ mình và kể chuyện đã xảy ra và để mẹ anh giải quyết chuyện với Saiki. Eros sau đó nhận ra sai lầm của mình, nhưng Aphrodite không nói cho anh biết chỗ bà giấu Saiki. Anh chuốc say Persephone chỉ để cầu xin mẹ mình nói ra nơi bà giấu người anh yêu. Câu chuyện của Eros làm Artemis điên tiết và không ngần ngại đấu khẩu với anh chàng về chuyện đó. Persephone là chẳng quan tâm lắm. Cô tập tành gõ tin nhắn trên chiếc điện thoại của Artemis cho mình, gửi tin nhắn cho Hades báo mình đã có điện thoại. Sau đó, cô và Artemis phải ngồi dỗ dành Eros vì anh chàng khóc nức nở sau cuộc cãi cọ với Artemis. Persephone dỗ dành Eros và bảo Eros lưu số điện thoại vào máy của mình. Eros phát hiện danh bạ của Persephone đã lưu số của Hades đầu tiên thì thích thú lắm. Anh chàng cố gắng hỏi Persephone về chuyện cô và Hades nhưng cô nói không có gì cả. Artemis kể Hades tặng Persephone một chiếc áo và Eros đòi xem. Eros nhận ra đây là chiếc áo đắt đỏ với hàng kim cương được may vào phần đuôi áo. Anh chàng hỏi xin cái áo và Persephone nhảy dựng lên phản đối ngay. Nhận ra phản ứng thái quá của mình, Persephone xin lỗi và giải thích do mình quá thích chiếc áo. Nó quá xịn sò với một cô gái chưa bao giờ đi mua sắm như cô. Eros trả lại chiếc áo cho Persephone và đưa cô cùng Artemis đi mua sắm. Eros lựa chọn quần áo cho Persephone rất kỹ và thanh toán toàn bộ. Persephone nhìn mình xinh đẹp trong gương, cô cảm động ôm lấy Eros và cảm ơn anh. Persephone nói với Eros cô cần đi vệ sinh. Thực chất cô muốn kiểm tra điện thoại vì mãi không thấy Hades trả lời tin nhắn. Cô băn khoăn và chìm trong suy nghĩ của mình đến mức dựa vào một mannequin nam, vòng hai ống tay áo của bộ vest qua người mình. Eros bắt gặp cảnh đó và bảo với Persephone mình sẽ giữ bí mật nếu cô kể với anh. Persephone không biết những cảm xúc của mình là gì, chỉ nói khi ở gần Hades cô cảm thấy mình là người quan trọng với anh. Đang nói chuyện thì Artemis tìm thấy hai người, bảo anh trai Artemis đang chờ bên ngoài để đưa mọi người cùng đi ăn tối. Từ sau bữa tiệc Panathena, Hades không còn muốn liên hệ với Min nữa. Cô nàng gửi rất nhiều tin nhắn thoại giục anh nghe điện thoại hoặc gọi lại, nhưng Hades đều xóa cả. Trong đầu Hades giờ chỉ còn mỗi hình ảnh nữ thần mùa xuân, anh không còn thiết tha gì với cô nhân tình của mình. Anh lật qua lật lại tấm thiệp của Persephone, ngoài danh xưng và tên chẳng có lấy một số điện thoại để anh liên hệ. Anh cho rằng Persephone không muốn anh có số của mình, vậy nên khi thấy tin nhắn Persephone gửi từ số lạ, anh cho rằng đó là Min đang tìm cách liên hệ và xóa luôn tin nhắn đó. Hades cùng hai người anh của mình là Zeus và Poseidon đến nhà hàng ăn tối. Nhà hàng dán ảnh của cả ba anh em với dòng chữ không phục vụ. Cả ba ngơ ngác khi biết những lý do mình bị cấm vào nhà hàng. Zeus chạm vào mông của nhân viên phục vụ. Hades thì giật vũ công của quán về làm cho mình và Persephone làm vỡ hồ kính của tiền cá mà không chịu đền cho quán. Zeus và Persephone cảm thấy rất buồn vì không được vào. Vậy là Hades phải hỏi giá của bệ kính để thanh toán cho nhà hàng để cả ba được vào ăn. Vừa đặt mông xuống ghế, Hades đã bị hai người anh hỏi thăm về chuyện với Persephone với vẻ mặt hết sức khoái chí. Poseidon cau mày khi nghe Hades nói anh chỉ trò chuyện với Persephone. Poseidon và Zeus chỉ mong chờ nghe gì đó kịch tính hơn, nhưng Hades lại không tiết lộ gì ngoài khen Persephone đẹp. Poseidon chuyển qua kế khích tướng và thành công chọc tức Hades. Nhận ra mình đã quá khích với vấn đề liên quan đến Persephone, Hades nói với hai người anh mình không thể tập trung suy nghĩ khi ở gần Persephone. Anh cho rằng trong tâm trí Persephone, anh chẳng khác gì một thằng hề, và dù có phép màu nào đi nữa, âm giới cũng không xứng đáng với nữ thần của sự sống. Tốt nhất là anh nên quên Persephone đi và sống tiếp. Hades cũng tâm sự ý định của anh với Min. Khi nhắc đến Min, Zeus và Poseidon gào rú lên như hai đứa trẻ. Hades biết cả hai người anh của mình đều không thích Min. Thực chất thì chẳng ai thích nổi cô nàng vì tính cách quái gở đó. Hades đã định cầu hôn Min sau việc tiệc tối qua. Anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn trong chiếc hộp màu xanh. Nhưng đêm đó Min giở chứng không đi. Zeus và Poseidon đều đã có vợ. Chỉ mỗi Hades còn độc thân. Anh cũng sốt ruột muốn đi tìm nữ hoàng của âm giới. Và rồi Persephone xuất hiện vào đêm đó. Nhưng Hades luôn kìm nén những tình cảm ham muốn của mình xuống, vì cho rằng anh không xứng đáng với cô. Nỗi lòng của Hades bị hai người anh nhìn thấu. Cả hai đều biết Hades đã yêu Persephone và khao khát có được nữ thần này.
Khi cả ba đang nói chuyện và cười đùa về chuyện giường chiếu thì bỗng Hera, vợ Zeus xuất hiện. Hera đã biến thành cô phụ nữ rót rượu ngay từ đầu và ngay hết cuộc nói chuyện thô tục của ba anh em. Hera hiện thân chủ yếu vì cô cho rằng đám đàn ông nói về Persephone, con gái bạn của cô, như một món đồ và Hades đang cố tình dụ dỗ một cô gái trẻ. Poseidon và Zeus cố bào chữa cho Hades nhưng không thành. Hera liên tiếp nói những lời khó nghe với Hades. Zeus nổi nóng với cách hành xử của Hera và cho rằng Hera đang ghen tị vì không được ai để ý tới mà thôi. Hera mở điện thoại cho ba anh em xem hình Apollo, anh trai Artemis chụp với Persephone tối nay, được đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh Persephone chụp ảnh thân thiết với Apollo là một cú đả kích với Hades. Anh nói với Hera ngay từ đầu anh đã không muốn nói đến chuyện này và anh thật ngốc khi nghĩ mình có cơ hội ở bên cạnh Persephone. Và anh quay đầu rời khỏi nhà hàng.